Ok, hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình là ở đây. Và hôm nay mình đã trở lại với Minecraft thử thách sinh tồn 1.20 tập tiếp theo. Và như các bạn đã biết, tập trước mình đã có xây xong hồ cá và trong lúc ợp á, mình đã có đi bắt cá bỏ vô đây. Mình bắt hai con cá nóc, bốn con cá hề mọi người ạ. Đây cá hề của mình nè. Và cá nóc nó bơi đi đâu hết rồi ta? Hình như nó bơi lên phía trên này, các bạn thấy. Nếu mà mình đứng gần á thì nó sẽ nó phóng bự ra nè. Rất là dễ thương luôn. Thì mình đã có trang trí một ít ở trong cái bể cá này, là mình bỏ một cái hộp nhạc, hai cái tủ sách, một cái ghế và một cái bàn mọi người ạ. Treo lồng đèn cái kiểu này. Thì mình nói là mình sẽ xây cầu đúng không, nhưng mà mình không có xây cầu trong lúc ợp mọi người ạ. Hôm nay mình sẽ xây cầu, tại vì hôm nay á mình tính là xây máy farm pitlin, nhưng mà không có đủ thời gian các bạn à. Để xây cái máy farm pitlin thì mình cần rất là nhiều thời gian, nhưng mà cái thời gian mình quay video á nó không có được suôn sẻ cho lắm, mình quay trễ mọi người ạ. Nên là nếu mà mình làm máy farm pitlin hôm nay á thì mình sẽ không có đăng kịp cho mọi người xem, các bạn hiểu không? Nên là mình sẽ để tập sau nha. Tập sau nếu mà các bạn ủng hộ mạnh ơi là mạnh, thì mình sẽ làm máy farm pitlin cực nhanh cho mọi người xem. Và để làm máy farm pitlin á mọi người, mình cần phải có 45 stack đá dung nham. 45 stack đá dung nham. Chắc đào banh cái địa ngục mới có á mọi người. Thì đá dung nham á mình dùng mình dùng kem dung nham mình chế tạo được đúng không, nhưng mà thà mình tự đi đào mọi người ạ, đi đào nó còn nhanh hơn ấy. Rồi bây giờ mình sẽ lấy nguyên liệu để làm cái cầu nha. Cái cầu này thì mình làm bằng đá nha mọi người, mình sẽ lấy gạch đá. Tập hôm nay thì mình sẽ xây cầu, rồi sau đó mình sẽ làm vài cái thành tích nha mọi người. Mình sẽ làm thành tích thương nhân ngôi sao với lại là thành tích hang động và vách đá nha mọi người. Hai cái thành tích đó là tiêu chính của tập hôm nay. Và bây giờ mình sẽ làm cầu nha. Cái chỗ đây thì mình sẽ lắp đất vô, chứ mình không làm cầu nha. Cái chỗ đây sao làm cầu được, mình làm chỗ đây thôi mọi người. Cầu sẽ bắt qua bên kia. Rồi ok, một cái cầu đơn giản nha mọi người. Bây giờ mình sẽ lấy phiến đá, phiến gạch đá nha mọi người. Mình lắp vô chỗ này nè, một lóc. Và ở đây một lóc. Rồi sau đó là gạch đá, gạch đá ở đây nha mọi người. Rồi cầu thang này, sau đó là gạch đá vô đây. Mình sẽ cho tường xuống này, xuống phía dưới nước luôn. Bây giờ mình sẽ cho gạch đá vô nha, chỗ đây. Còn ở trên đây là phiến nha mọi người, phiến này, đấy, nó sẽ như vậy. Rồi sau đó là cho đất vô mọi người. Tại sao mình lại cho đất? Tại vì mình muốn cái cầu của mình nó vừa có đất vừa có đá luôn. Để vô như vậy. Ở đây một lóc đất. Và sau đó là mình sẽ lấy gạch đá phủ rêu, mình lắp vô như vậy. Gạch đá được đục, mình có hai cục à. Vậy thì mình sẽ chế tạo thêm một ít gạch đá được đục. Rồi sau đó là mình lấy thêm lồng đèn luôn. Lồng đèn chắc là mình dùng đuốc mình chế tạo thêm mọi người ạ. Khoan, mình vẫn còn hai cái lồng đèn. Để dễ dàng xây thì mình sẽ ngủ một giấc nha mọi người. Ngủ trên cái giường đá. Xây cầu đá là phải ngủ giường đá nó mới hợp lý mọi người ạ. Ở đây chúng ta sẽ cho hai lóc gạch được đục vô. Rồi sau đó mình cho tường lên như vậy. Đấy, tường thì mình để lồng đèn vô nha mọi người. Ở đây mình sẽ lắp gạch thường, rồi gạch phủ rêu. Sau đó là mình lót đất với lại đá vô như hồi nãy. Các bạn có thể lót đất thô hoặc là lót đất bô rốt cũng được, hoặc là sỏi, sỏi xào lót. Đấy, lót vô như vậy. Rồi sau đó gạch đá phủ rêu, gạch đá thường. Đấy, lót vô tạo ra một cái cầu kiểu cầu cổ á mọi người. Rồi mình sẽ tiếp tục cho gạch đá được đục vô. Sau đó là hai cái tường đá. Các bạn nhớ là bắt lóc trà trộn vô nha, như là gạch đá với gạch đá phủ rêu các bạn bỏ vô, chứ bỏ thẳng hàng vô nó không được đẹp. Ok, thế là mình đã bắt cầu tới đây rồi. Cứ cách 3 ô là các bạn cho gạch đá được đục vô nha. Hình như bên đây mình xây khác bên kia thì phải á, nó không giống lắm mọi người ấy, nó hơi khác một tí nhưng mà không sao đâu, nó thành hình cái cầu là được. Ok, thế là xong mọi người. Cái chỗ đất á thì mình lấy sẻn mình cuốc một tí, lồng đèn thì mình bỏ vô thêm. Rồi sau đó là mình cho thêm cột xuống nha mọi người. Ở bên đây là cầu đất nha, còn bên kia là cầu đá. Chỗ đây mình sẽ đào ra một tí. Đây, các bạn thấy ok chưa? Đây là cái cầu qua bên chỗ hồ cá nha mọi người. Một cái cầu đơn giản mình xây. Mình sẽ đặt tên cầu này là cầu cá cha nha mọi người. Mình sẽ cuốc cái đường đi qua bên chỗ cầu. Thế là xong rồi, mình đã có một cái cầu đơn giản. Bây giờ mình sẽ cắt vài lóc linh tinh vô rương. Mình sẽ đem tảo bẹ với lại bột xương đi. Các bạn biết mình làm gì không? Mình chuẩn bị làm thành tích đưa dân làng lên trời. Thì mình cần phải có tảo bẹ với lại
xương đúng không? Mình sẽ lấy nhiều xương ra một tí nha. Rồi sau đó là mình sẽ lấy block. Block chắc là mình lấy đất mọi người. Lấy đất là được rồi. Ok, để làm cái thành tích này thì mình cần phải đưa dân làng lên cao rồi trao đổi đúng không? Quá đơn giản. Mình sẽ đưa dân làng lên tới thiên đàng luôn. Còn cái thành tích hang động và vách đá thì đơn giản rồi. Rơi tự do từ phía trên cùng của thế giới đến phía dưới cùng của thế giới mà vẫn sống sót. Rồi, quá đơn giản. Cái thành tích này hình như mình làm mấy lần luôn rồi mọi người. Hình như mình để mấy cái lóc đá được đục ấy, thì nó không được đẹp mọi người. Cái cầu nó to quá đúng không mọi người? Đơn giản như vậy là được rồi. Chứ nếu mà mình để block được đục ấy, thì nó hơi to. Cái cầu sẽ không được ok cho lắm. Và mình sẽ cho các bạn xem bên trong hồ cá nha. Mình chưa cho các bạn xem mà đúng không? Đây, bên trong hồ cá của mình. Một nơi thư giãn cực kỳ tuyệt vời. Đấy, lúc nào cá nóc nó cũng chích hết. Nhưng mà nó không chích được mình đâu. Mình nuôi nhiêu đây cá thôi nha mọi người. Nếu mà nuôi nhiều quá thì cái hồ nó bị đầy á, nó sẽ không được đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ dùng pháo bông. Mình lấy thêm pháo bông đã. Mình qua bên cái chỗ dân làng. Mình đặt lóc nha. Ok, mình đã qua bên dân làng. Trước hết là mình cho ổng ngồi lên thuyền đã. Để mà lát nữa mình dễ dàng cho ổng đi vô mọi người. Cho xin tí gỗ của cái nhà đi ha. Mắc công mình chạy qua kia mình chặt gỗ. Chế tạo cái bàn raptin ở đây. Rồi sau đó là chế tạo cái thuyền. Đẩy ổng vô. Ê, khó à. Ê, ổng không chịu mọi người ạ. Chay ơi. Cũng được. Rồi sau đó là mình sẽ lấy cái hộp su cơ màu hồng này ra. Lấy một đống đất. Rồi bây giờ mình đặt lóc lên phía trên cao nha mọi người. Lên tận cùng thế giới. Lên thiên đàng luôn. Đây đặt lóc như vậy. Mà khoan khoan. Đợi mình một tí nha. Mình múc xô nước đã. Mình cắt mấy cái xô ở trong đường đi. Mình lấy một xô thôi. Rồi sau đó mình đặt lóc lên lại nha. Bây giờ mình sẽ lấy thêm đất. Ồ, khoan nha. Nhiêu đây đất là đủ không mọi người? Thấy thiếu thiếu rồi đó. Và cái chỗ này á thì mình sẽ đào ra nha. Rồi đào thêm một lóc ở chỗ đây nữa. Cái đường đất của mình bây giờ nó đỡ rồi này. Nó đỡ đầy hơn mấy lần trước ha. Bây giờ mình sẽ bay lên phía trên luôn nha. Tính ra cũng gần, bay một phát là lên liền. Phải đáp cho thật chuẩn. Ui. Quá chuẩn còn gì nữa. Rồi mình sẽ lấy lóc đất ra nha mọi người. Rồi sau đó đập lại cái hộp su cơ. Tiếp tục. Mình nghĩ là nhiều bạn sẽ bảo mình là tại sao anh không làm cái cầu thang rồi sau đó dẫn dân làng lên bằng cách là dụ ổng học nghề. Cái kiểu đó thì vẫn được nhưng mà nó cũng mất thời gian lắm mọi người. Cái này mình thấy nó còn nhanh hơn ấy. Chứ cái kia các bạn cũng đặt lóc lên cao rồi sau đó dụ dân làng, tốn thời gian như nhau thôi. Nhưng mà cái đó thì chỉ là đặt lóc thôi đúng không? Còn cái này mình dùng bột xương thì nó tốn bột xương thật. Ôi, lên phía trên này nhìn đẹp thật luôn á mọi người. Wow, sáng quắc luôn. Hoàng hôn thật là tuyệt vời mọi người ạ. Làm mấy farm vàng xong thì chắc là mình sẽ làm mấy farm sắt mọi người. Và mấy farm sắt chắc là mình làm bên đây nha. Ở bên đây thì nhiều dân làng lạ lắm. Mình có thể tận dụng mấy ổng để làm mấy farm sắt luôn. Khỏi phải dùng dân làng ở nhà của mình. Ok, trời tối rồi mà mình vẫn chưa xong cái vụ này luôn. Quá là lâu mọi người. Ô, giới hạn cái này mọi người. Dạ, và bây giờ mình sẽ đặt lóc cho nó rộng ra nha. Và mình sẽ ngủ một giấc ở trên đây luôn. Ờ, à, không cho mình đặt lóc mọi người ạ. Giới hạn rồi. Bây giờ mình sẽ đổ nước xuống nha. Rồi sau đó mình sẽ đợi nước nó chảy xuống phía dưới. Trời, tới 5 sao luôn quá. Đúng rồi ha. Bây giờ mình sẽ bay xuống. Bay cắm đầu xuống luôn. Nghiệm quá à. Mình sẽ ngủ một giấc ở trên mái nhà để tụi nó quật khỏi làm phiền mình. Ok, thế là mình đã lắp lóc xong rồi. À đúng rồi, mình còn một việc phải làm nữa. Đó chính là đào thẳng xuống tầng đá nền mọi người. Lát nữa mình làm cái thành tích này luôn. Mình sẽ sửa cái em Ripper này đã. Ủa, sao mình dương cung cái là nó vô nhà nó núp. Con này thông minh nè. Mình sẽ đào lóc ở đây nha mọi người.
đào thẳng xuống luôn, chứ đợi nước nó chảy xuống lâu lắm mọi người ạ. Ok, nó hơi tối thì mình sẽ cầm lồng đèn trên tay nha. Và các bạn yên tâm đi, mình có bị rơi xuống hang thì mình cũng không chết đâu, có bảo vệ sát thương khi rơi mà. Ôi, có tưởng kim cương chứ. Ở đây là hang nước à. Vậy là mình sẽ lắp lóc lại nha mọi người. Ôi sao lắm hang nước vậy, đào một phát là tới hang nước không à. Ôi lại hang nước. Trời ơi, hang nước lắm vậy. Đào thẳng xuống mà cũng khó nữa. Ok, mình đã lắp cái chỗ hang nước này lại. Tiếp tục đào xuống. Lại hang nước. Một cái hang nước khác luôn á mọi người ạ. Không hiểu luôn. Tập hôm nay có vẻ xui mọi người ạ. Là mọi thứ không có thuận lợi lắm. Ok, thế là mình đã đào xuống tầng đá nền rồi mọi người. Là chỗ đây ha. Ê, mua lấy xô nước rồi. Ở trên kia có hang nước mà không lấy xô nước. Không sao không sao mọi người ạ, mình có một cách rồi. Đây đây, mình lấy xô nồng nọc luôn. Không sao hết. Mình đổ xô nồng nọc ở đây. Việc gì khó có xô nồng nọc lo. Bây giờ mình sẽ lên phía trên nha mọi người. Mình sẽ bay lên. Ui, cũng khó dữ. Ê, khó lắm luôn á mọi người. Làm sao để bay lên ta? Không bay lên được mọi người. Hình như là không có chớn bay. Ồ, vậy là không được rồi. Mình phải đào lóc lên. Rồi xong. Làm tốn một đống cái bông của mình. Có tưởng là bay lên được. Ủa mà mình nhớ bay lên được mà ta. Mong là đào lên phía trên thì mình được một ít kim cương. Mình nghe có tiếng nước. Ơ, nước chỗ đây. Lặp lại. Ờ, sẵn tiện mình múc một xíu nước luôn. Ui, ui, ui. Ui, may quá mọi người ạ. Bị rơi. Các bạn biết tại sao mình bị rơi không? Nước nó đẩy mình xuống. Và hình như mình phát hiện có kim cương. Kim cương hay là đồng ấy, mình cũng để ý nữa. Cái chỗ nước khốn nạn thì chứ. Là chỗ này nè mọi người. Ê, kim cương. Thật luôn mọi người ạ. Yeah. Hồi nãy nó giỡn mà, tự nhiên có thật. Ui, cả đống luôn. 7 viên kim cương. Làm thành tích mà được kim cương nữa. Tuyệt vời. Bây giờ thì mình sẽ đặt cây tảo vô. Chế tạo bột xương hết luôn. Và bột khi nào mà mình không thể nào bột nữa là ok mọi người. Ờ à, nhưng mình thiếu cái gì đó mọi người. Thiếu các linh hồn. Quên đem qua đây rồi. Đây cũng là một cách farm tảo bẹ nè mọi người. Lát nữa mình nhặt được mấy stack luôn ấy. Tính ra mình nhặt xương từ mấy con bộ xương đen. Bây giờ mình có thể tận dụng rồi mọi người. Ok, xong rồi đấy. Mình sẽ đập cái chỗ này ra nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đặt các linh hồn ở phía dưới. Ui ui, tí nữa nó đẩy mình lên rồi. Ui, what? Mình với dân làng bị chung sống. Ê. Ui. Ui vãi à. Ê đừng nói với mình là chết cái ông dân làng trao đổi sách nha. Ui. Chết cái ông dân làng trao đổi sách rồi. Mình không ngờ là ông trôi vào cái chỗ này ông bị kẹt luôn á. Bây giờ chúng ta phải dắt ông dân làng khác vô nha. Ok, lần này sẽ thành công nha mọi người. Mình đã để cái bục sắt ở đây rồi. Và ở đây chúng ta có thể dễ dàng đẩy ông vô mọi người. Mình rút kinh nghiệm rồi. Đây nha, dễ dàng đẩy vô luôn á. Đó. Tuyệt vời. Mình sẽ cùng dân làng lên phía trên luôn. Ui, tốc độ nhanh vãi. Ui, mình nhặt được cả đống tảo bè luôn nè. Bây giờ là mình sẽ bỏ vô rương. Mà mình đặt lóc không được nữa. Chắc là đập cái chỗ này ra. Khoan khoan mọi người, nhiều lóc tùm lum quá. Mình bỏ bớt đây. Ủa mà tảo bè đâu hết rồi. Ủa mất hết rồi mọi người hả? Ủa sao kỳ vậy. Mình sẽ đập cái chỗ này ra nha mọi người. Đấy, cho xuống một lóc như vậy. Rồi sau đó là mình để cái chỗ nghề. Đấy. Rồi sau đó mình trao đổi với ổng. Thương nhân ngôi sao đã có. Yeah, tuyệt vời. Mình đã có một ông dân làng ở trên thiên đàng. Nghe hợp lý nhờ. Cái chỗ này là cái chỗ mình rơi xuống đó mọi người. Bây giờ mình sẽ lắp cái chỗ nước này lại nha mọi người. Ôi, nước nó tràn xuống cái hố rồi. Thôi xong. Mình đã để nước tràn xuống cái hố rồi. Sao mình rơi một phát xuống đây. Thiệt tình mình chứ. Mình thấy tội cái ông dân làng đổi sách thôi. Ông chết mất tiêu rồi mọi người à.
chỉ còn cái ông dân làng bảo vệ sát thương kia rồi. Ông là nguồn cung cấp emerald của mình mà ông chết queo rồi. Phải thiệt chứ, mình không ngờ là bị kẹt ở đây luôn á. Ê, tính ra là dân làng cũng có nhiều áo giáp da lắm nè mọi người. Cái thành tích thương nhân ngôi sao này nó khó lắm chứ bộ. Mà tại sao nó là thành tích đơn giản vậy ta? Đúng không mọi người? Thương nhân ngôi sao đáng lẽ là thành tích tím ý. Rồi thành tích hang động và vách đá này. Cố gắng xong cái thành tích này luôn nha mọi người. Rồi còn về giờ phiêu lưu, mình không biết là mình đã đi qua quận xã nào rồi. Chắc là còn vài cái quận xã hiếm mà mình chưa đi qua mọi người. Cái này mình tính sao ha? Ok, mình đã thấy được cái chỗ đá nền rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ lên phía trên lại nha. Ok, mình đã lên phía trên thành công. Và bây giờ mình sẽ rơi xuống nha mọi người. Cái chỗ này nè. Và rơi. Mong là sẽ thành công. Thành công đi, thành công đi, đừng có thất bại. Vậy là cái chỗ đây mới là cái chỗ sâu nhất này mọi người. Không lẽ bây giờ mình phải đào lên lại ta? Mình lười quá các bạn à. Ok, đào lên lại chỗ đây nha mọi người. Nhảy chỗ đây mới đúng nè, chỗ đây bị sai. Ok, lần này nhất định phải thành công nha mọi người. Quá mệt mỏi luôn, đào lên đào xuống rồi ơi, nhức đầu. Ê con zombie, ui, cứu dân làng. Ui nó chui vô nhà được luôn à. Mấy ông bắt cẳng quá mọi người. Nó tối đen luôn mọi người, không thấy được phía dưới luôn. Ủa, vậy là cái ông dân làng đó xuống phía dưới rồi mọi người à. Mình đâu có thấy ổng nữa. Ê có khi nào ổng rơi chết rồi không mọi người? Vãi, mất tích luôn rồi. Ui, đáng sợ vậy. Ok, vậy là đúng cái chỗ này nha mọi người. Rồi sau đó mình sẽ rơi xuống. Rơi tự do. Canh cái lỗ này. Đấy, chuẩn xác 100% luôn. Nước. Cái gì vậy? Hang nước. Hồi nãy mình lắp rồi mà. Ôi vậy là mình không để ý mọi người à, chưa lắp cái hang nước này. Mình thấy cái tập này là cái tập không suôn sẻ nhất từ trước tới giờ luôn á mọi người. Không hiểu sao một cái thành tích đơn giản như vậy là do mình đào ngay cái chỗ hang nước nè. Nếu mà mình làm thành tích ở nhà mình chắc là không có gặp hang nước như vậy đâu. Thật luôn ấy, ở nhà mình đâu có hang nước. Cái dân làng này toàn hang nước không à. Đấy, lại hang nước. Trời ơi, mình phải đợi nước nó rút nữa mọi người à, chứ không phải như vậy là xong đâu. Thế là nước nó rút rồi á mọi người. Các bạn thấy cái chỗ đá nền chưa? Rồi, một lần nữa nha. Lần này mà nó không thành công nữa, mình không biết nói như nào luôn á mọi người. Xui thiệt, rơi xuống gặp cái chỗ ăn nước à. Không sao, lỗi kỹ thuật thôi. Lần này mình làm lại nè mọi người. Ok, các bạn coi cho kỹ nha. Mình chuẩn bị rơi xuống nè. Wow. Không thất bại được đâu, các bạn yên tâm. Xui vậy. Rơi không có chuẩn mọi người à. Mém lóc. Mình rơi bị mém lóc. Ok, như vậy cho chắc ăn nha mọi người. Như vậy là không bị mém lóc nữa đâu. Đấy, 100% là lần này không bị mém lóc. Thành công. Yes. Phải vậy chứ. Hang động và vách đá đã xong. Ok chưa ếch. Bây giờ chúng ta sẽ lấy lóc đặt lên phía trên. Còn quỷ ếch ở đây không đi. Đã xong xuôi rồi mọi người. Thế là cái vụ thành tích này mình đã làm xong nha. Mình sẽ cắt vài lóc linh tinh vào rương và lấy thêm thức ăn ra để ăn. Thức ăn mình cắt vào cái rương màu vàng này. Đấy, 61 miếng bít tết. Đáng lẽ cái vụ thành tích này nó nằm trong thành tích tím mới đúng. Tại vì làm khá là khó khăn mọi người ơi. Chỉ còn cái thành tích giờ phiêu lưu với lại là người chống sóc điện nữa thôi. Là cái phần ở dưới này mình đã làm xong rồi mọi người ạ. Còn cái thành tích Phantom thì phải đợi Phantom xuất hiện. Mình sẽ làm thành tích phiêu lưu trước nha. Còn thành tích Raider nó hơi khó mọi người. Làm sao ha. Rồi ok, hôm nay chắc là mình chơi tới đây thôi. Mình nghĩ tập này nó khá là ngắn. Tại vì chủ yếu là làm thành tích mọi người. Và tập sau mình sẽ xây máy farm Big Link nha mọi người. Và mong mọi người sẽ ủng hộ bằng cách là like mạnh cho mình ha. Bye bye và hẹn các bạn vào video Minecraft lần sau. Bây giờ thì mình sẽ đi đào block dung nham nha mọi người. Mình sẽ đào 45 stack block dung nham.